sẽ vẫn từ từ để làm một người yêu nhau. Sinh cuối ngày nói với mình rằng em không thể gục ngã, anh muốn nhìn thấy em cười dù cách xa. Em sẽ vẫn tiếp tục để làm một người yêu nhau. Chị xem được chưa? Ôi giời. Thêm chỗ nào nữa không? Có làm thêm nữa không? Ưng ý chưa? Ừ, okay. Xong không sưng đấy. Ừ. Đẹp rồi đấy. Tuyệt vời nhỉ. Cần thêm chỗ nào nữa không chị? Chị nghĩ là chỗ này này. Chỗ nào ạ? Một tí đấy đúng không ạ? Ừ, đây đúng chỗ này. Ok. Đòi hỏi hơi quá đáng. Cho đẹp luôn mà. Chỉ giữ cái này cho em tí thôi. Một tí chỗ này chị. Ừ, đấy. Thì một đường kim cũng không thể phát hiện được nữa này. Không có một lỗi nhỏ luôn nhá. Đấy. Chị xem môi đẹp chưa? Đẹp chưa? Ưng ý gì chưa? Ừ. Ok. Môi vừa làm sóng. Có đóng gì không? Bây giờ mình làm lông mày nhỉ. Ừ. Làm thêm lông mày nữa là mặt chị rực rỡ luôn. Chị bắt đầu chịu khó bôi dưỡng vào. Ừ. Đừng để nó khô, để lúc nó bong ra sẽ đừng cho nó khô quá khó chịu đấy. Ừ. Là đẹp thôi. Okay. Luôn giữ ẩm cho nó.
để cho nó bong cho nó đẹp.